Tập 19. Tại sao lại như vậy? Hai người họ vừa mới đại hôn xong, tại sao lại có kết cục như vậy chứ? Công Minh, chàng giỏi như vậy, chàng giúp ta đổi vị trí với Trường Ý đi. Ta sẽ vào Băng Phong thay cho hắn. Ta không muốn Dân Hòa buồn đâu. Tam Nguyệt, nàng định làm gì? Ta phải qua đó với Dân Hòa. Mụi ấy sẽ không chịu nổi mất. Đã qua giờ ngọ rồi. Tam Nguyệt, e là không kịp nữa đâu. Chàng buông ra. Buông ra. Dân Hòa đã biết từ lâu rồi. Chuyện này là hai người họ cùng đưa ra quyết định. Đây đã là đêm cuối cùng của họ rồi. Cô còn muốn tới làm phiền nữa sao? Để lại khoảng thời gian cuối cùng này lại cho hai người họ đi. Người mình yêu xuất giá, Lâm Cốc Chủ định đứng nhìn từ xa như vậy sao? Có cần bổn cung giúp ngươi một tay, giành lấy kỹ Dân Hòa không? Ngươi còn muốn bảo vệ cô ta nữa sao? Dân Hòa, chàng cũng đã lâu không được nghỉ ngơi rồi. Nhân cơ hội này để ngủ bù cũng tốt mà. Bắc Uyên còn nhiều chuyện phải làm lắm. Ta đi rồi sẽ về ngay. Đợi buổi tối khi ta về, chàng lại kể cho ta nghe về những giấc mơ của mình thật tốt biết bao. Tam Nguyệt ly thù, hai người về rồi. Dân Hòa, chuyện của Trường Ý, Không Minh đã nói cho bọn ta nghe rồi. Hắn, chàng ấy đã băng phong rồi. Tình hình Bắc Uyên hiện giờ thế nào? Thuận Đức đã tập hợp đại quân rồi. Chỉ e là sẽ tấn công Bắc Uyên bất cứ lúc nào. Nhưng mà cũng may, phần lớn mọi chuyện ở Bắc Uyên Trường Ý đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Ta đã nói với Khanh Giao, chuyện Trường Ý băng phong tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Nếu Thuận Đức đã có thể quay lại bất cứ lúc nào, vậy để ta đi kiểm tra phòng ngự. Để ta đi cùng tỷ. Lạc Lạc, ta không sao. Trường Ý, chàng ấy đã mặc bộ hôn phục mà ta may, cùng ta ngắm thiên đăng, còn hát giao ca cho ta nghe cả đêm nữa. Ta đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Huống hồ gì còn có mọi người ở bên cạnh ta nữa. Có gì mà không trụ nổi cơ chứ. Ta đi trước đây.
Ly Thù, chàng nói đúng. Vừa mới trùng phùng lại phải trải qua sinh ly tử biệt, đối với bọn họ quả thật là quá tàn nhẫn. Phải, sao bọn họ có thể chịu đựng nổi mà đưa ra quyết định này cơ chứ? Ngoan ngoãn như vậy từ đầu có phải tốt không? Tránh để bổng công phải tốn sức phí công. Hôm đó giao nhân đã dùng máu đầu tiên tế kiếm, đến nay nhất định là đã mất mạng. Nếu ngươi đã ngoan ngoãn như vậy, bổng công sẽ thưởng thêm cho ngươi một món quà. Kỹ dân quà đó không phải hiện giờ đang ở Bắc Uyên sao? Bổng công sẽ đưa ngươi đi gặp cô ta, được không? Ngươi đã yêu cô ta cả đời, ở bên cô ta cả đời. Cô ta có từng nhìn về phía ngươi chưa? Mọi chuyện mà ngươi làm trong mắt cô ta chẳng qua chỉ là một trò cười thôi. Nếu đã không có được, vậy thì hủy hoại cô ta đi. Lưu Tâm Ly Đăng là do tiên tộc thượng cổ dùng tiên cốt của mình luyện ra, nên lại thiếu mất vài mảnh. Xem ra cũng chỉ có thể dùng tiên cốt để sửa mới có thể khôi phục được rồi. Hai vị thần quân, sao các ngài lại tới đây? Thời gian thấm thoát, chớp mắt đã qua. Thiên quân, ngài trưởng thành rồi. Chỉ là khả năng bỏ trốn này của ngài vẫn còn phải luyện thêm đấy. Thiên quân có tính trách nhiệm như vậy là vinh hạnh của thiên địa. Chỉ tiếc là hai người bọn ta không thể đi theo thiên quân được nữa rồi. Hai vị thần quân, hai người định làm gì? Bọn ta tính ra được ma vật tân sinh đó chính là Thuận Đức Tiên Cơ. Là tỷ tỷ, đây là một kiếp nạn trong số mệnh của thiên quân. Kiếp nạn này thiên quân chỉ có thể tự mình vượt qua. Thiên quân thân mang trọng trách, việc thu sửa đèn này cứ giao cho bọn ta đi. Hai vị thần quân, hai vị thần quân, không được. Hai người tu luyện khổ sở cả vạn năm mới có được thân vị như ngày hôm nay. Này, nếu rút ra tiên cốt, tu vi cả đời này sẽ quá thành hư vô, khắc thân vào đèn lại càng sống chết khó đoán. Đây vốn là trọng trách của ta, sao ta có thể để hai người hy sinh được? Thiên quân không cần phải thấy tiếc cho bọn ta. Bao nhiêu năm nay bọn ta đi theo thiên quân không phải vì thân phận thiên quân của ngài, mà là vì có tình cảm với ngài. Mong thiên quân tiếp tục phổ độ chúng sinh, giữ vững sơ tâm, kiên trì chí lớn. Cùng lắm thì tan thành mây khói thôi mà, cũng còn hơn khoanh tay đứng nhìn rồi áy náy với lòng. Tu hành vạn năm cũng có ngày tận, cứ coi như là kiếp số đi. Lão Lôi ta chịu nổi mà. Chặng đường còn lại, thiên quân, ngài phải tự đi một mình rồi. Ta và Phi Liêm xin phép đi trước một bước. Không ngờ đến cuối cùng
vẫn là ngài đi chung với ta. Nhưng mà cũng tốt, dọc đường có ngài ở bên lẩm nhảm, ta cũng bớt nhàm chán hơn. Lão Lôi ơi là lão Lôi, sau kiếp nạn này nếu còn may mắn, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành. Hẹn gặp lại sao? Hai vị thần quân, hai vị thần quân, không được đâu. Nào. Hai vị thần quân, phần còn lại vài ngày nữa là hoàn thành rồi. Chuyện bố trí phòng ngự tuyệt đối không được lơ là đâu. Lát nữa ta sẽ lại tới kiểm tra một lượt. Được. Dân Hòa, cô vừa mới thành thân, sao lại không về với Trường Ý đi? Lại cứ theo bọn ta suốt làm gì? Hiểu Tinh, Quynh đi làm đi. Ta muốn ở lại đây suy nghĩ vài chuyện. Mọi người không cần lo đâu, ta không sao mà. Không cần miễn cưỡng quá đâu. Cô cười trông còn khó coi hơn là khóc đấy. Cười lên bao giờ cũng tốt hơn là khóc mà, không phải sao? Muội sợ khóc trước mặt Bắc Uyên sẽ làm dao động lòng quân, nhưng mà trước mặt bạn bè muội không cần phải che giấu chuyện gì đâu. Ta từng tưởng bản thân mình đủ mạnh mẽ, đã chuẩn bị sẵn sàng để nhìn chàng ấy rời đi. Nhưng đến bây giờ ta mới hiểu, hai người yêu nhau từng có được, tới khi mất đi mới là đau đớn nhất. Đau tới mức cả trái tim của ta như muốn nứt ra vậy. Hay là cô đưa Trường Ý đi tìm thử xem. Trên thế gian này nhất định là vẫn còn cách có thể giải được băng phong mà. Nếu ta đưa Trường Ý đi rồi, Bắc Uyên phải làm sao đây? Thuận Đức sắp đánh tới đây rồi, cũng phải có người ở lại chứ, không phải sao? Ta sẽ thay muội. Tam Nguyệt, Ly Thu, đa tạ, nhưng mà đây là trách nhiệm của ta, ta nhất định phải hoàn thành nó. Giờ ta đã không còn như năm đó ở Dạng Hoa Cốc, muốn trốn thì trốn, muốn mặc kệ thì mặc kệ. Có cả Bắc Uyên nhờ giả, có ý nguyện của chúng sinh, tính mạng của ta đã không còn là của riêng ta nữa rồi. Đây từng là trách nhiệm của Trường Ý, và giờ thì nó là của ta. Nếu chuyện này đã bắt đầu, vậy thì phải hoàn thành nó, không phải sao? Dân Hòa, Thiên Quân, sao ngài lại tới đây? Tuyết Thống Lĩnh, Ly Thù Thế Tử, nói như vậy là tâm đăng đã luyện thành rồi. Phải. Phi Liêm Thần Quân và Lôi Trạch Thần Quân đâu? Sao họ không đi chung với Thiên Quân? Hai vị thần quân đã lấy thân tế đèn rồi. Nhưng chuyện rắn ma này ta sẽ hoàn thành nó. Đúng rồi, trên đường ta tới đây đã gặp Không Minh. Chuyện Trường Ý tông chủ bị phong ấn ta đã nghe nói rồi, có thể để ta đi xem được không? Nói không chừng còn có cách cứu vãn. Thế nào? Nắm núi. À không, Thiên Quân, băng phong của Trường Ý có thể giải được không? Trên đời này thực sự không có ai có thể cứu được Trường Ý sao? Khanh Giao thiếu chủ, tình hình bên phía Thuận Đức thế nào? Đại quân của Thuận Đức đã lại gần biên giới, chỉ sợ ngày mai là sẽ tới thôi.
Không biết tâm năng của Thiên Vương có thể dùng để đối phó hay không. Lưu ly tâm năng này không có ngọn lửa sao? Trên đời này, thứ có thể thắp sáng tâm đăng chỉ có thiên quả do Lôi Đình sinh ra thôi. Năm đó khi phụ quân tiêu diệt Chu Yểm, đã dùng thiên quả để khởi động dẫn tâm ma. Đến nay, tâm đăng tuy đã được khôi phục, nhưng thiên quả trong đèn sớm đã tắt. Chỉ e là uy lực không bằng một nửa năm đó thôi. Phải đi đâu để tìm thiên quả này đây? Ta nguyện đi thử một phen. Ta chỉ biết là thiên quả này là do thuộc hạ trung thành năm đó đi theo phụ quân lấy về thôi. Nhưng phụ quân và tất cả thuộc hạ của mình đều đã chết trong trận chiến năm đó rồi. Rốt cuộc phải lấy thiên quả thế nào? Có lòng khảo chứng, ta cũng không có manh mối nào. Bất luận thiên quả này có thể trái lần nữa hay không, chúng ta đều chỉ có thể liều hết sức mình thôi. Không Minh, Thanh Gia thiếu chủ, chúng ta cùng tới biên giới xem phóng tuyến có sơ hở nào không đi. Để ta đi chung với muội. Trận chiến lần này ta nguyện làm tiên phong. Tam Nguyệt, vậy hai người đi trước đi. Ta muốn đi thăm Trường Ý. Con nhất định phải kế thừa sứ mệnh của ta, một lần nữa lấy thiên quả về đây. Nghe nói ngươi là vì tiêu diệt Chu Yểm mới biến thành dáng vẻ này. Tên tiểu tử nhà ngươi ra vẻ anh hùng như vậy cũng không uổng chút nào. Ban đầu ta còn cười ngươi không học được cách nghĩ thông, vậy mà giờ người nghĩ không thông, không buông bỏ được lại chính là bản thân ta. May mà giờ ta hiểu ra cũng còn chưa muộn. Quá ra có vài chuyện, cho dù ngươi không nỡ, không cam tâm, không nguyện ý, cũng bắt buộc phải có người đi làm. Lần này đến lượt tiểu gia ta đi làm anh hùng rồi. Ta đi đây. Tổ phụ, nói cho con biết đi, cổ trùng lôi hải chết tiệt đó rốt cuộc đang ở đâu? Con thực sự đã nghĩ kỹ, muốn đảm nhận sứ mệnh rồi chứ? Tổ phụ, con biết chặng đường phía trước nguy hiểm khó lường, nhưng đây chính là sự lựa chọn của con. Không phải người nói chỉ có hậu duệ mạnh nhất của Lục Ngôn mới có thể lấy được thiên quả sao? Đến lúc quan trọng này rồi, sao con có thể bỏ mặc chúng sinh chỉ vì sự ích kỷ của bản thân được chứ? Hơn nữa, ngươi đừng nói nghe đau thương như vậy. Sao ngươi biết được là lần này con sẽ không sống sót được chứ? Sao thế? Hai người vừa về, ta liền cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều rồi. Cảm ơn tỷ Tam Nguyệt. Giữa muội và ta có gì mà cần cảm ơn? Nếu lần này ta có chuyện gì, giúp ta chăm sóc tốt cho Ly Thù là được. Sao tự nhiên lại có sấm sét kỳ lạ như vậy? Tam Nguyệt, sao thế? Không biết tại sao, ta cứ có cảm giác vô cùng bất an, cứ như có chuyện không may gì đó chuẩn bị xảy ra. Dân Hòa, tâm đăng có gì đó không đúng. Vừa nãy không biết tại sao tâm đăng đột nhiên nóng lên, cứ như đang cảm nhận được gì đó vậy.
Không lẽ phía tỷ tỷ có gì khác thường? Ngoài chỗ sấm sét kia ra thì không có gì khác thường. Lạc Lạc, cô có thấy Ly Thù đâu không? Sau khi ra khỏi phòng của Trường Ý, huynh ấy đã rời khỏi Lăng Xương Đài. Ta còn tưởng huynh ấy tới tìm hai người nữa. Chị ra tìm đi, xem Ly Thù đã đi đâu. Ly Thù, Ly Thù, Ly Thù. Ly Thù Thế Tử, Ly Thù, Ly Thù, Ly Thù. Đó là gì vậy? Tâm đăng cuối cùng cũng sáng rồi. Thiên quân, là ai đã lấy thứ thiên quả lợi hại như lời ngài kể về vậy chứ? Tâm Nguyệt đi đâu vậy? Ly Thù, Tam Nguyệt sao rồi? Cứ quỳ ở đó suốt, không nói cũng không nhúc nhích. Năm đó khi ở Thập Phương Trận, cô ấy tưởng Ly Thù chết rồi, suýt nữa đã sụp đổ. Ông trời thật sự đã quá tàn nhẫn với cô ấy. Tam Nguyệt, xin lỗi nàng.
ta lại lừa nàng lần nữa rồi. Ly Thù, hôm đó nàng nói nếu ta không bỏ nàng lại nữa, nàng sẽ tìm một người khác. Vốn là ta rất đau lòng, nhưng sau đó nghĩ lại, nếu nàng có thể tiếp tục vui vẻ mà sống tiếp, vậy thì cũng tốt mà. Cái trăm này vốn là ta định khắc hai chữ ái thê lên, nhưng mà sau đó ta vẫn chỉ khắc tên của nàng. Lỡ như ta có mệnh hệ gì cũng không làm lỡ dở nàng. Quá ra chàng đã nghĩ kỹ từ lâu rồi. Tam Nguyệt, nàng trời sinh trầm tĩnh hay kiềm chế, trước đây nàng đã quá mệt mỏi rồi. Ta chỉ mong nàng sau này có thể sống thoải mái một chút. Ta đã truyền tin cho Đại Quan, Tiểu Quan, tìm cho nàng một căn nhà rồi. Đợi nàng làm xong những chuyện mà mình muốn làm thì sẽ có thể vui vẻ mà sống đúng theo ý mình. Còn về những chuyện khác, ta cũng không còn tư cách gì để nói nữa. Ly Thù, chàng là đồ khốn. Chàng không sợ ta tùy tiện gả cho một người đàn ông khác hay sao? Cuộc đời còn dài, nếu sau này không có ai chăm sóc nàng, vậy thì tìm một người tốt với nàng một chút. Bảo hắn không được lừa nàng nữa, không được làm nàng đau lòng nữa. Đừng mà, đừng mà, đừng mà, đừng mà. Tam Nguyệt, đừng khóc nhé. Ta không hối hận đâu. Điều làm ta hạnh phúc nhất kiếp này chính là làm tiểu sơn miêu của nàng. Ly Thù, lừa ta xong còn muốn đi nữa sao? Chàng nằm mơ đi. Ly Thù, Tuyết Tâm Nguyệt ta là thê tử của chàng. Bất luận lúc nào, bất luận là sống hay chết, cũng không thay đổi. Chàng sẽ không thoát được đâu. Tam Nguyệt, Tuyết thống lĩnh, bổn quân bây giờ còn có thể giúp gì được cho cô nữa? Thiên quân, Tâm Đăng đang ở đâu? Thiên quân, xin hãy dùng đèn này bảo vệ Bắc Uyên, giết Thuận Đức. Được, bổn quân bảo đảm sẽ cố gắng hết sức, tuyệt đối không để Bắc Uyên chịu bất cứ tổn hại nào. Thiên quân, hôm đó chúng tinh di dời về Nam, hội tụ ở Mệnh Cung, đó là lúc dương khí mạnh nhất.
có thể triệt để diệt trừ ma vật. Đây là thời cơ tốt nhất, tuyệt đối không được bỏ lỡ. Trường Ý, biên giới truyền chiến báo về Thuận Đức đang đến gần, ta phải xuất phát rồi. Hơn nữa chiến lực Bắc Uyên sẽ theo ta tới biên giới, Khanh Gia thiếu chủ sẽ trấn thủ Lăng Xương Đài, mọi chuyện tiếp theo phải nhờ cả vào Thiên Quân rồi. Trận chiến lần này ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Thiên Quân thực sự đã hạ quyết tâm rồi chứ? Ta đã cho tỷ ấy quá nhiều cơ hội rồi, nhưng tỷ ấy lại chưa từng tỉnh ngộ. Này, đến lúc kết thúc chuyện này rồi. Dân Hòa, chiến trường nguy hiểm, cô phải cẩn thận đấy. Thiên Quân cũng vậy. Đại chiến đang đến gần, sao nàng lại tới đây? Lạc Lạc, ta muốn cùng chàng ra chiến trường giết giặc. Đừng đùa nữa Lạc Lạc, nay thực lực của Thuận Đức không thể xem nhẹ được. Nàng mà ra chiến trường với ta, ta sẽ lại phải phân tâm để lo cho nàng nữa. Ta không phải là gánh nặng của chàng, ta không cần chàng chăm sóc. Ta biết, tất nhiên nàng không phải là gánh nặng rồi. Được rồi, ngoan ngoãn ở đây đợi ta về đi. Đợi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ đưa nàng đi tìm tiên đạo tốt nhất, được không? Có phải trước đại nghiệp của chàng, ta mãi mãi đều bị chàng gạt qua một bên không? Một mình chàng gánh vác mọi chuyện, ta ở trong lòng chàng vô dụng thế vậy sao? Tất nhiên không phải rồi. Nó ở trong lòng ta. Lạc Lạc, giờ không phải lúc để bướng bỉnh đâu. Nghe lời ta, đợi ta trở về. Đừng mà. Nghe lời ta. Ngoan nào. Thuận Đức muốn tới thì cứ để cô ta tới. Bắc Uyên không sợ, cũng không lùi bước, càng sẽ không chết dưới tay cô ta. Làm gì vậy hả? Lúc này mà ngươi còn mềm lòng được nữa sao? Là Tư Ngữ, còn có bọn người Đông Liên trưởng lão nữa. Dân Hòa, ngựa linh sư của Dạ Quan Cốc cũng ở trong đó. Đó đều là các sư huynh đệ của ta. Bọn họ không muốn bán mạng gì Thuận Đức, đáng lẽ phải chạy từ lâu lắm rồi. Sao vẫn còn ở đây chứ? Tất cả mọi người chuẩn bị. Thuận Đức đã khống chế tâm trí của bọn họ. Bọn họ đều đã không còn là bản thân nữa rồi. Tất cả giữ vững cách giới, đừng đối trực diện với họ. Dặn chúng một lòng, chung chí thủ thành. Bổn cung thật sự rất muốn biết các người có thể làm được tới mức nào. Kỷ Dân Hòa, không phải ngươi nói gì Bắc Uyên, ngươi có thể hy sinh tất cả hay sao? Vậy thì để cho bổn cung xem ngươi bảo vệ bọn họ thế nào đi.
Trò chơi ném bình này cũng vui thật đấy. Đi đi, san bằng nơi này cho bổn cung. Chỗ này phải làm phiền hai vị rồi. Đến lúc đáp lễ cho Thuận Đức rồi đấy. Tiên cơ vượt ngàn dặm xa xôi đến tận nơi đây, tại sao lại phải trốn ở đây? Để thuộc hạ của mình đi nộp mạng vậy chứ? Tới cũng tới rồi, tại sao lại không hiên ngang mà tới uống rượu mừng chứ? Kỷ Vân Hòa, đáng ra bản cung phải giết ngươi từ lâu rồi. Đáng tiếc cô lại chưa từng được như ý, chỉ sợ sau này cũng chỉ vậy mà thôi. Thuận Đức, giữa chúng ta có phải cũng nên kết thúc đi rồi không? Kỷ Vân Hòa, ngươi cố ý dụ ta qua đây. Kỷ Vân Hòa tự xưng là đi một bước, tính ba bước. Nay cũng có ngày cùng đường dùng dãy à. Xem ra sao cùng cũng vẫn phải đánh một trận. Nếu cô đã không muốn ngoan ngoãn tự mình vào trận, vậy thì để ta đánh cô vào đó cũng được. Nực cười, quả là nực cười. Này vào nhân đó đã không còn nữa. Ngươi chỉ có một mình mà cũng dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Trận chiến này vốn là do ta và cô đã ký hiệp ước thuần phục giao nhân mà ra, vậy thì phải do chúng ta kết thúc mới phải, không phải sao? Ngươi là cái thá gì mà dám ăn nói ngang hàng với ta vậy chứ? Kỷ Vân Hòa, hôm nay không chỉ có ngươi mà cả Bắc Uyên này, bổn cung cũng sẽ không tha cho một tên nào hết. Tỷ tỷ, lần này ta buộc phải đích thân ra tay ngăn cản tỷ. Kỷ Hộ Pháp, dẫn ma trận sắp được khởi động, cô nhất định phải cố lên đấy. Kỷ Vân Hòa, bổn cung vốn mong chờ ở ngươi nhiều hơn bây giờ đấy, không ngờ ngươi lại không chịu nổi một đòn như vậy. Cầu xin ta đi, chỉ cần ngươi chịu khuất phục, bổn cung có thể cho ngươi chết thoải mái một chút. Nếu không, bổn cung sẽ làm theo hiệp ước năm đó, từng nhát biến ngươi thành nhân trư đấy. Thuận Đức, cô quả là đáng thương. Bổn cung bây giờ cái gì cũng có, nào có lực ngươi thương hại. Này, người nên dễ đưa ra dễ đáng tuy là ngươi đấy. Cùng chàng cũng tỉnh rồi. Xin lỗi, ta đến muộn rồi. Ta biết ngay là chàng sẽ không nỡ để ta bị ức hiếp mà. Sao có thể được chứ? Có lẽ là do mạng ta chưa đến lúc tận. Nếu không phải ta ngủ sâu một giấc, sao người có thể lơ là cảnh giác được chứ? Quả bồ đề này có thể cứu được ý sao? Cây bồ đề 100 năm mới có một quả, có thể đã thông kinh mạch, quá giải băng phong. Quả bồ đề này là quả mà ngày ngày tỷ tỷ chăm sóc, tròn 100 năm đã có kết quả. Ta vẫn luôn đem theo bên mình để làm kỷ niệm. Không ngờ lại có cơ duyên như thế này. Thiên quân, Thuận Đức tưởng trường ý đã băng phong,
chi bằng cứ giữ bí mật chuyện này, để Thuận Đức tưởng rằng mình đã chiếm ưu thế hết. Đợi tới khi cô ta đắc ý nhất, Trường Ý sẽ trở thành con dao mà cô ta không thể đề phòng nhất. Chỉ là bổn vương cũng không biết Trường Ý tông chủ rốt cuộc có thể kịp thời tỉnh lại không thôi. Lỡ khi cô giao chiến với tỷ tỷ gặp nguy hiểm, còn ngày ấy lại không tới kịp, làm như vậy cô quá mạo hiểm được không? Trường Ý không nỡ để ta xảy ra chuyện đâu. Ta tin chàng ấy, chàng ấy nhất định sẽ tới. Cá rươi lớn, tuyệt đối đừng để ta đợi quá lâu đấy. Giờ sức mạnh của ta đã trở lại rồi. Thuận Đức, từ bỏ đi.